các bạn đang xem trên tay tôi đây là gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu của dòng xe Mitsubishi Triton phiên bản đời 2020. Hàng xịn chính hãng thì bao gồm có cái ốp gương này, đèn xi nhan gương này. Đấy. Và đây là các bạn nhìn này, đây, hàng xịn chính hãng đây có logo Mitsubishi này. Các bạn nhìn không? Hàng xịn chính hãng và đây bao gồm qua mặt gương. Mặt gương. Và đây là thân gương, củ gương. Đó, và là rắc cắm đây. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường do va quệt thì dẫn đến là nó bị vỡ mất cái cụm gương này. Vỡ mất cụm gương này thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Cái này có sẵn cả đèn xi nhan các bạn nhé. Đấy, thì trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe trên đường mà do va quệt thì dẫn đến là bị vỡ. Vỡ thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe chúng ta thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Và anh em mà nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.